Ước mơ là gì? Ước mơ cho con có một nơi thực sự được gọi là nhà. Là đánh đổi từng giọt mồ hôi cố gắng. Ước mơ sống cuộc đời nhiệt huyết và ý nghĩa. Cái này mà cũng coi là bản kế hoạch à? Ôi, anh cầm tôi mất mấy ngày rồi. Thôi, anh cầm cái này mà đi ra đi. Dám can đảm để thử thách chính mình. Ước mơ được yên tâm học tập trong những ngôi trường mới khang trang. Để không còn trắc trở trên hành trình khôn lớn. Và ước mơ kiến tạo nên những khu đô thị đáng sống cũng là chấp nhận đối mặt với muôn vàn gian khó. Nhưng ngay cả những ước mơ khó tin nhất cũng có thể trở thành hiện thực. Bởi trên con đường thực hiện ước mơ ấy, bạn không bao giờ cô độc. Trên hành trình hơn 20 năm hiện thực hóa ước mơ, Sandwood tin rằng không có ước mơ nào là viển vông. Chỉ cần bạn chọn quyết tâm, chọn nỗ lực và chọn đúng người trao gửi niềm tin, ước mơ nào cũng có thể thành hiện thực. Sandwood, hiện thực hóa ước mơ của bạn.